Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một bạn mới. Từ giờ bạn sẽ học cùng chúng ta. Bạn tên là Mậu. Các trò hãy giúp đỡ bạn nhé. Vâng ạ, thưa thầy. Chào, chào các cậu nhé. Nhìn cậu ta có vẻ ngốc nhở. Trông mặt cứ ngơ ngơ như bỏ đội nón ấy. Chẳng có chút cảm tình gì cả. Thôi nào, chưa gì đã nói xấu bạn rồi. Thầy mà nghe thấy á, lại chửi cho sấp mặt bây giờ. Xoài. Từ giờ, bạn Mậu sẽ ngồi cạnh em nhé. Vâng ạ. Hôm nay, lớp chúng ta sẽ đi cắm trại một ngày ở đây. Đến trưa sẽ nướng thịt ăn. Các trò có thích không? Có ạ. Cứ nghĩ đến buổi trưa được ăn thịt nướng giữa khung cảnh thiên nhiên trong lành này là tớ thấy sướng hết cả người. Ta nói chữ phê kéo dài luôn. Đúng sở trường của mít mật rồi còn gì. Nay cho mít mật ăn no thịt thì thôi nhá. Xoài, cậu sao thế? Bị ai đuổi à? Khẽ chứ, tớ đang trốn thằng Mậu. Từ sáng tới giờ, nó cứ bám lấy tớ. Ghét thế. Hay là nó thích xoài nhà ta rồi cũng nên. Vớ vẩn, cậu nói linh tinh gì đấy? Có tin tớ đấm cho không trượt phát nào không? Đùa tí thôi, làm gì căng. Đùa chẳng vui tí nào. Thôi nào, chắc Mậu mới vào lớp mình, tính tình lại nhút nhát, nên không chơi với ai. Cậu ấy ngồi gần cậu, nên coi cậu là thân nhất, bám theo cậu cũng phải thôi. Nhưng mà tớ không thích, thằng đấy ngốc lắm, tớ không thích chơi với nó. Này các trò, sao lại túm tụm ở đây thế này? À, Xoài, cậu đây rồi, làm tớ tìm mãi. Tìm tớ làm gì? Tớ đâu phải bảo mẫu của cậu đâu. Thôi nào, trò Xoài, thầy vừa phân công cho các bạn hết rồi. Chỉ còn mỗi nhóm các trò là chưa nghe phân công thôi. Hồng Xiêm, Mít Mật, ra phụ các bạn dựng lều trại đi. Na ra chuẩn bị thịt để lát nữa nướng. Còn Xoài và Mậu, hai em đi hái nấm nhá. Hả? Em đi với bạn ấy ạ? Xoài, tớ đi cùng cậu nhá. Cậu làm ơn tránh xa xa tớ ra một tí được không? Ai nhìn vào lại tưởng cậu thích tớ thì xong con ong đấy. Thì tớ thích cậu thật mà. Cậu dọa tớ đấy à? Tớ không thích cậu đâu, tránh xa tớ ra. Ơ kìa, tớ thích cậu, quý cậu như một người bạn thôi mà. Cậu hiểu lầm rồi. Nghe như tiếng của Xoài. Ôi hả? Sao tự nhiên lại có cái hố ở đây thế? Mình mải chạy không kịp nhìn chứ. Ôi hả? Xoài, cậu không sao chứ? Đang đau hết cả người đây. Cậu mau kéo tớ lên đi. Kéo cậu lên bằng cách nào? Ngốc thế. Kiếm một sợi dây ném xuống đây để kéo tớ lên chứ còn sao nữa. Cậu chờ tớ một lát. Ôi hả? Xoài ơi, có dây rồi. Tớ tìm được dây rồi. Tốt quá. Mau ném xuống cho tớ lên đi. Nhớ buộc một đầu. Rồi ơi là rồi. Sao cậu lại ném sợi dây xuống đây? Ném xuống rồi thì lấy cái gì kéo tớ lên? Thì cậu bảo ném xuống mà. Ngốc ơi là ngốc. Tớ chưa kịp nói hết mà. Lẽ ra cậu phải nắm lấy một đầu dây, hoặc là buộc nó vào thân cây nào đấy chứ. Cậu nhảy xuống đây làm gì? Tớ cầm như thế này đã đúng chưa? Ôi giời ơi, cậu đúng là một thằng ngốc mà. Sao tớ có thể chơi được với cậu vậy cơ chứ? Cậu xuống đây rồi thì cả hai chúng ta đều bị mắc kẹt. Lấy ai cứu bây giờ? Cậu phải cầm dây, đứng ở trên kéo tớ lên, chứ không phải là nhảy xuống đây, hiểu chưa? Lẽ ra tớ không nên tin tưởng vào cậu. Phải bảo cậu về tìm thầy hoặc Hồng Xiêm mới đúng. Trời ơi là rồi. Tớ xin lỗi. Giờ thì tốt rồi, cũng mắc kẹt dưới đây. May ra thì thầy đi tìm thầy á, còn không thì chờ đến đêm nhá. Đúng là đồ vô dụng mà. Mình chọn ngày hôm nay đi dã ngoại thật là sang suốt. Trời nắng đẹp mà lại mát mẻ, thật là sang khoái. Mà không biết bọn trẻ chuẩn bị thế nào rồi nhỉ. Hồng Xiêm, Mít Mật, Na,
Dạ. Thế nào rồi Hồng Xiêm? Mít mật chuẩn bị lều trại xong chưa? Dạ, bọn con xong hết rồi ạ. Thế còn thịt nướng na tẩm ướp thế nào rồi? Dạ, tất cả đã sẵn sàng ạ. Tốt lắm. Còn Xoài và bạn học mới chưa về à cha? Phải rồi. Sao Xoài và Mậu đi hái nấm mà vẫn chưa về nhỉ? Mặt trời đã cao đến đỉnh đầu rồi còn đâu. Cái cậu học trò mới đấy á, cứ bám lấy Xoài như Sam ấy, làm thằng Xoài nó khó chịu lắm thầy ạ. Thầy lại giao cho hai đứa nó đi chung, thế thì làm sao mà được việc được. Ta thấy Mậu nó hiền lành, tốt tính, chưa làm sao mà cho Xoài phải khó chịu. Nhưng chúng nó đi lâu như vậy, ta cũng thấy lo lo. Hay là hai bạn ấy gặp chuyện gì rồi ạ? Chúng ta đi tìm họ đi thầy. Cho chúng con đi với ạ. Chúng con cũng muốn đi tìm Xoài với Mậu. Xoài ơi! Mậu ơi! Hai người ở đâu? Xoài ơi! Mậu ơi! Hả? Là thầy và bọn Hồng Xiêm! Mọi người đến cứu chúng ta đấy! Nào, mau hô to lên để cho họ biết mình đang ở dưới này đi. Ừ, chúng mình hô nhá. Thầy ơi! Chúng con ở dưới hố này thầy ơi! Ồ, tiếng chúng nó đấy! Ở đằng kia kìa thầy! Thầy ơi! Chúng con ở dưới hố! Các trò hãy bình tĩnh, thầy và các bạn sẽ kéo các trò lên. Không sao rồi, các trò làm thầy lo quá. Sao cả hai cậu lại cùng rơi xuống hố thế? Tất cả là tại thằng ngốc này này, chỉ mình tớ rơi xuống thôi. Tớ bảo cậu ta lấy dây kéo tớ lên, thì cậu ta thả mỗi cái dây xuống. Tớ nói lẽ ra nên nắm vào một đầu dây, thì cậu ta lại nhảy xuống luôn. Xuống đấy nắm dây thì có tác dụng gì chứ? Từ giờ á, tớ không muốn chơi với cậu nữa. Tránh xa tớ ra đi. Tớ xin lỗi mà. Từ giờ tớ sẽ không đi theo cậu nữa đâu. Tớ về trước đây. Nà, Mít Mật, hai con mau đuổi theo Mậu đi. Vâng ạ. Xoài, cho làm vậy là không đúng rồi. Con có gì mà không đúng chứ? Đúng là Mậu có hơi ngốc thật, nhưng bản chất cậu ấy là một người bạn tốt. Thử nghĩ xem, cậu ấy đâu có quản ngại việc gì để giúp cậu đâu, chỉ là giúp chưa đúng cách thôi. Cho bảo cậu ta tìm dây, cậu ta cũng tìm. Cho bảo cậu ấy nắm sợi dây, cậu ấy cũng không ngại nguy hiểm. Nhảy xuống hố để cầm dây cùng trò, cậu ta đã hết lòng vì trò rồi. Vậy mà trò đã được một lời cảm ơn nào chưa? Hay chỉ biết cáu giận và trách cậu ấy ngốc? Nếu là người khác á, bị cậu mắng như thế thì đã bỏ mặc cậu từ lâu rồi. Cậu chờ tớ một lát. Xoài ơi, có dây rồi. Tớ tìm được dây rồi. Tớ xin lỗi. Cậu ấy, ngoại trừ việc ngốc ra thì đúng là cũng tốt bụng thật. Ngốc có thể thay đổi, còn bản chất con người là mãi mãi. Cho nên vui vì có được một người bạn tốt như thế. Hãy biết trân trọng nhé. Thầy nói phải đấy. Cậu về xin lỗi và cảm ơn Mậu đi. Cậu ấy xứng đáng được như thế. Trò biết rồi ạ. Lát nữa trò sẽ về xin lỗi Mậu. Sẽ không mắng cậu ấy là đồ ngốc nữa. Thôi được rồi. Giờ thì về cùng nhau nướng thịt nào. Hai trò sẽ bị phạt vì không hái được nấm đấy. Dạ, trò xin nhận phạt dọn bát đĩa.